Thưa quý vị, trung thu đến với nhiều em nhỏ, mơ ước chỉ giản đơn là có cha mẹ bên cạnh để cùng vui đón chú cụi chị Hằng. Tuy nhiên, Covid-19 thay đổi cuộc đời các em. Và để giúp các bạn nhỏ cảm thấy có điểm tựa, được vui chơi trọn vẹn, thì năm nay, chương trình Trung Thu Mơ Ước được tổ chức tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều quận huyện sau đó. Mẹ qua đời vì dịch Covid-19, cuộc sống của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Hân đang học lớp 5 thay đổi. Hân lập quen với gia đình mới là mái ấm ga Sài Gòn ở quận 3. Dẫu vậy, ký ức về những ngày bên mẹ vẫn như mấy hôm qua. Mẹ hay dẫn con siêu thị, còn nhớ mẹ hay dẫn con đâu đó chơi. Con cảm thấy vui, với lại cũng bớt buồn. Năm 2022 này, Trung Thu Mơ Ước chăm lo cho 4.500 trẻ mồ côi, bệnh nhi, trẻ bị nhiễm chất độc da cam, con em công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Long An, An Giang. Ngoài vui chơi, mỗi cháu đến chương trình nhận được một phần quà trị giá 1.200.000 đồng. Riêng 101 trẻ mồ côi sẽ nhận thêm một suất học bổng. Bây giờ dễ đến răng, xé xong còn muốn đi đến. Nó đều đến không thức. Sau chương trình chúng tôi sẽ đến thăm hai địa điểm là mấy ấm nuôi trẻ mồ côi ở quận 7 và thăm các cháu nạn nhân chất độc da cam ở làng Hòa Bình. Tiếp theo đó thì báo Hàng Đỏ và các mạnh thường quân cũng như ban tổ chức chúng tôi sẽ tổ chức triển khai đến các quận huyện. Trung Thu Mơ Ước là chương trình truyền thống do báo Hàng Quạt Đỏ phối hợp cùng nhóm chia sẻ sharing và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm dành cho các bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.